Anh muốn mua loại nào? À, lấy ổ này đi, cái ổ này ngon nè. Dạ. Lấy ổ vàng á. Đây ha. Ổ trắng. Dạ. Mình sẽ mua chút đồ ăn nóng mình ăn. Một cái thịt kho kèm mình thích đó hả? Dạ, bỏ phim lên một đêm được. Dạ. Tụi mình sẽ ghé qua cái công viên này. Chút quay cho các bạn coi, công viên này nó cũng đẹp lắm. Xong rồi ở trong công viên này người ta trồng táo á các bạn, bơm á nhiều lắm luôn. Trái trái lê á. Nhiều nhiều trái cây lắm. Hôm nay mình có đem banh theo cho Alex đó. Đá các bạn. Đóng nữa con chạy qua ba ba đi. Chạy qua ba ba đi. Nó táo đó các bạn. Nhưng mà mấy cây này nó ít ha, mấy cây kia nó nhiều lắm. Hồi sáng là định đem cái chén muối ớt theo á các bạn, nhưng mà đi gấp quá cái quên mất tiêu ở nhà rồi. Đây, bây giờ anh Hùng đang bài ra. Rồi cái bánh ăn trắng miệng. Dạ. Nhiều trái dữ lắm. Trái xài không? Xài quá trời xài. Trời, phải xin leo lúc cây quay nếu mới lấy được cái cảnh đẹp nha các bạn. Các bạn coi ổng kìa. Không phải đem cây á, ổng ớn không? Ngày sẵn đi mình hái luôn chứ. Nè, cười nè. Chụp lấy hình nền. Chà, vô số 1 rồi nữa. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Oh, bữa nay Alex ăn thịt cái bánh mì. Ở đây trong cái có con kiến hả? Ở đâu? Alex ăn giỏi đi con. Dạ, lấy giỏi quá nè. Lấy thích ăn cái đó lắm. Nè. Chết cò ke là nè. Thịt mà nó có rau củ rồi ở trong đó đó. Rồi. Mà ổ mà đất mới em mà. Wow. Đố anh hái được trái đó cho em. Rồi. Bây giờ mình đố anh Hùng hái được cái trái táo này cho mình nha các bạn. Alex tránh ra để ba ba phóng ra Alex. Wow. Cây bên đây nó còn ít đó các bạn, cây bên kia nó nhiều lắm. Hay quá. Nó rụng một trái luôn nè các bạn. Còn đây là cái cây lê á các bạn. Nhưng mà trái nó còn nhỏ ha. Rất là nhiều trái luôn. Thôi nó còn non con, nó còn non. Trời ơi. Còn non mà. Nó còn non. Trái bự này. Đâu? Nè. Wow, trái này to nè. Đây nữa nè. Ở đây hái được nè. Đâu anh? Ngon hả? Ngon hả? Ừ. Các bạn coi nó rụng à, nhóc ở dưới hết trơn luôn á. Mà hồi sáng là người ta đi, người ta dọn rồi á các bạn. Đó. Ở đây quay thấy cho các bạn coi nè, bên kia nó nghịch nắng nha. Quá trời luôn nè.
Wow. Trái này nó cũng to nè anh. Trái này phóng lên là tới á. Ừ, trái này đẹp bự nè. Dạ. Nó còn lớn nữa, cái này nó còn non mà. Nhiều dữ lắm nè. Chứ còn 2 tuần nữa. Trời ơi em, coi trên đọt kìa. Wow, có cái trái này nó bự. Có cái trái này bự nè. Ngọt quá trời ha. Nó giòn. Một tuần 2 tuần nữa là ăn còn ngon nữa. Bà ba lấy cổng cho nó hái à. Đó, nó hái à. Quá trời luôn á. À, lấy hái đi, chút về mình làm muối ớt mình ăn. Gió trái. Đây nè. Không biết quay các bạn thấy không á, tại ngoài nó hơi bị chói nắng á. Đó các bạn, trái nào trái đấy hả? Nó to bự như trái cam vậy đó. Đó thấy không? Nhưng mà tại vì nó màu xanh á cho nên là nó không có nổi lên. Nó tiệp với lá á. Bên đây nữa nè. Đó. Ở đây mình dễ hái nè. Cái này với tay nè. Wow, nè đã không? Nè lấy cầm đi con. Đây trái này to nữa nè. Đó. Nhìn thấy nó đẹp gì đâu á ha. Các bạn coi nè, những cái tàn cây nó thiệt là đẹp luôn ha. Đó. Bên đây nữa. Mình bẻ trái này nữa nha. Đó. Bự không các bạn? Quá to luôn ha. Ngon dễ sợ luôn á. Đây nè. Hàng hàng luôn á. Ô cái tay lấy nó cẩn thận con à. Gì hả? Alex đòi leo hái cho mẹ hả? Chùm luôn. Chùm chùm luôn á. Alex hái ha. Rồi Alex hái nha. Rồi nhiều luôn à. Để cho Alex hái này. Nó rụng trái to to không anh? Không, không. Cái hả? Tới. Ôi trời ơi. Lựa trái bự hái nha con. Trái bự thôi. Ờ trái này cũng bự quá. Đây nè, nhiều lắm. Ở anh cái trái này bự nhất nè. Đâu? Đó Alex, con ngước lên kìa, cái trái ở trên đó. Đâu đâu? Đó. Không có tới đâu. Đây nè, trái này nè, trái này nè. Đâu? Ở trên đây đâu bự đâu trời. Bự. Alex đi ra nè, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, rất là nóng. Nóng quá Alex ơi. Đó đây nè, trái này to gì mà nó không bự hả? Nè. Ừ, đằng kia bự hơn. Anh phóng nữa. Lên bẻ trái đó đi. Ôi trời ơi, ghê quá. Nè. Trời ơi, các bạn coi nè. Khủng khiếp chưa? Nè. Alex bẻ trái đó đó hả? Dạ. Coi như đây đủ ăn rồi. Thôi mình hái vài trái về mình làm mắm đường mình ăn á các bạn ơi. Ủa, cái cây này em coi này ngộ quá hả? Dạ, thiệt là đẹp vậy đó. Tét lét ra làm hai rồi. Mai cổng mà lét lên hả? Cổng mà lét lên đi hát rồi. Trời cái tay em cũng chịu hái dữ ha. Sợ u đầu mẹ quá con. Thôi như đây ăn quá đủ rồi. Ừ, vui rồi. Alex làm giống mẹ, anh đi ăn trộm hồi xưa. Rồi.
Chưa bao giờ hái trái nào nữa. Ủa bây giờ ba bạn à, mình thấy trái này bự nè các bạn, chắc mình phải nhảy lên hái quá ha. Anh Hùng sẽ hái trái đó nghe các bạn. 1, 2, 3 phóng. Ui da. Trời, nó to kìa. Này này về chấm muối đường nha. Mắm đường với muối đường. Quên, mắm đường. Mấy trái bự này so với nó đâu bằng gì đâu, thấy chưa? Chết rồi các bạn, bây giờ mình định không hái nhưng mà trái này to quá phải hái thôi. Trời ơi là trời. Nó bự giống cái trái bí á em. Dạ. Đó, khung cảnh ở đây nè các bạn. Ở cái chỗ đó bữa mình ngồi đó. Dạ. Trời mát quá. Bây giờ tụi mình về tới nhà rồi hết các bạn, chuẩn bị cái khúc này là chắc là chọc thèm á. Cái táo này là tụi mình hái ở ngoài đó nè. Ồ, anh quay gần trái táo rồi, giống trái bí không các bạn? Giống, nãy anh cũng nói giống trái bí đó. Ồ đây nè, ủa mà đó trái bự bự không à, mà chẳng có ai thèm ăn các bạn ơi. Thì tụi mình hái về vài trái đây để mình ăn mắm đường nè ha. Chú trời ơi đầy đủ. Ừ. Nè anh. Thấy là thèm rồi đó nha. Cái này là mắm đường nè các bạn. Ừ. Kế bên đây là muối ớt. Muối ớt. Dạ. Đó. Rồi ở đây là mắm ruốc. Mắm ruốc của má cho tới giờ đó ha. Đây là mắm ruốc đó các bạn. Ngon các bạn. chấm thử mắm đường nha các bạn. Có muối. Nè anh, xác lại anh. Trời ơi, chắc chết. Chọc tức ha. Nè nhìn nè. Đây là mắm đường đó ha. Dạ, thử okay. Có miếng ớt nha. Mắm ớt. Sao, thấy sao? Cảm giác giống xoài không? Đang quay mà thấy ăn thấy thèm quá đây. Miếng nữa. Ăn mà nói không nên lời. Ngon. Nay không có gặp dao con. Thử coi chấm miếng mắm ruốc coi. Muối ớt hay là mắm ruốc thử coi. Ngon. Cái này mắm ruốc nha các bạn. Nè. Ủa. Nó nâu vậy. Nó quan người luôn. Ngon. Nước miếng không chạy. Ngon vậy trời. Camera man đó các bạn, miệng mồm. Đưa giấy và ba trừ miệng Alex ơi. Ngon. Alex cũng ăn nữa kìa. Thử này. Muối ớt nữa hả? Rồi, muối ớt. Muối ớt đó các bạn. Ngon. Trong ba cái chấm đó cái nào là ngon nhất, hột nhất? Em thích mắm đường nhất. Anh cũng vậy đó, tự về hồi ở Việt Nam cũng ăn mấy cái xoài sống mà chấm muối đường á. Mắm đường. Ê, mắm đường á, anh thấy ngon. Lâu lắm rồi mới ăn đồ chua các bạn. Em ơi. Ăn chua này thấy nguy hiểm quá. Ổng thèm quá rồi các bạn, giờ đổi tay. Đổi tay. Anh ăn gì?
Anh thích mắm đường hả? Thích nhất là cái này. Ngon ha, ngon. Đã ha. Ừ. Bạn coi trái táo này nó to thiệt là to luôn. Ở đó rất là nhiều luôn ha. Nó trồng giống trồng thay vì nó trồng cây cảnh mà nó trồng trái cây á các bạn. Táo nè, lê nè. Nhiều lắm luôn. Mâm rút cùng má nè, thử coi. Cái đó anh không hảo mặn, chắc mặn anh không thích á. Cũng được. Nhưng mà anh nghĩ là thích chấm mắm mắm đường nhiều nhất. Đúng rồi. Em ngon thích nhất. Anh Hùng chạy rồi các bạn. Ăn hết nổi rồi. Đó, rất là ngon luôn ha. Chua quá Alex ăn cũng đâu nổi đâu. Hôm qua mới cắt tóc lại cho Alex nè. Nhìn mặt Alex ngố luôn. Alex ăn gì vậy?